Xin chào các bạn, trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra những cái chiếc iPhone đời 6 của Apple. Chúng ta sẽ có bao gồm iPhone 6 cũng như là 6 Plus, hay là gần đây nhất đó là 6S thường cũng như là 6S Plus. Bạn có thể mang cái kiến thức này để chúng ta đi kiểm tra một sản phẩm trước khi mua. Thì với những cái chiếc iPhone 6 hay là 6S thì mình có mang đại diện một cái chiếc iPhone 6 ở đây. Thật ra nó không khác nhiều quá so với chiếc iPhone 6S ở cái phần hình thức bên ngoài. Do vậy bạn hoàn toàn có thể áp dụng theo cách này để kiểm tra đối với chiếc iPhone 6S cũng như là 6S Plus. Đầu tiên với cái hình thức bên ngoài, các bạn kiểm tra đặc biệt cho mình các nút bấm, bởi vì đây là những cái rất quan trọng trên một chiếc iPhone. Chúng ta có phím nguồn ở bên cạnh phải, phím tăng giảm âm lượng ở bên cạnh trái và phím thay đổi cái nút profile âm thanh. Chúng ta có chế độ im lặng và chế độ âm thanh lớn. Ở phía dưới này chúng ta có phím home, thì các bạn nhấn nhiều lần xem nó có ổn hay không. Và trên chiếc iPhone 6 hay là 6S thì nó đều tích hợp cái cảm biến vân tay. Do vậy để các bạn đăng nhập cái cảm biến vân tay của mình vào và quét thử xem cái vân tay của máy này có hoạt động không. Đặc biệt trên chiếc iPhone 6S thì nó nhận vân tay rất là nhanh. Do vậy các bạn phải kiểm tra thật kỹ cái phần này cho mình. Tiếp đó là cái phần loa cũng như là mic ở phía dưới này. Trên chiếc iPhone 6 cũng như là 6S thì phần loa nó được thiết kế tinh tế hơn so với cái dòng 5. Do vậy bạn phát thử một cái bản nhạc xem cái loa của máy có hoạt động không, cũng như mic bạn thu âm, hay là chúng ta có thể thực hiện cuộc gọi với bạn bè để chúng ta test luôn cái mic trong của máy xem có nghe được không và mic có thu tốt không. Tiếp đó là chính là các cổng, bao gồm cổng Lightning cũng như là cổng jack cắm tai nghe rất là nhỏ ở phía dưới này, các bạn phải kiểm tra thật là cẩn thận cho mình. Phía đằng sau này thì nó không có gì, chỉ có một camera và camera của máy hơi lùi, do vậy các bạn cũng phải chú ý kiểm tra xem camera này của máy nó bị xước hay không, bởi vì đây là những cái phần mà chúng ta nếu mà nhìn không kỹ thì sẽ rất là khó nhận ra. Nếu mà camera của máy xước quá nhiều thì chúng ta tốt nhất cũng nên đổi sang sản phẩm khác. Và bên cạnh phải này, dưới cái nút nguồn thì chúng ta có một phần nữa, đó chính là cái khe cắm sim. Các bạn tháo cái khe này ra, chúng ta cắm sim vào để có thể test xem máy có nhận sim hay không. Đấy là những cái phần thành phần kiểm tra bên ngoài của chiếc iPhone 6 cũng như là 6S. Bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ đến với cái phần kiểm tra điểm chiết trên sản phẩm này. Thì các bạn vào YouTube gõ một cái video tên là kiểm tra điểm chiết trên màn hình, sau đó bạn nhấn full screen ra, chúng ta cho phát thì nó sẽ hiện ra tất cả những cái màu trên video này cho chúng ta xem. Và bạn nghiêng các kiểu xem máy có hở sáng hay là có bất cứ một cái điểm chiết lạ nào xuất hiện ở trên màn hình hay không. Nếu mà không có cái điểm nào chết hoặc là máy không hở sáng thì ok, màn hình chiếc máy này rất là ngon. Chúng ta sẽ kiểm tra một phần nữa, đó chính là kiểm tra về cái cảm ứng của chiếc máy này có ổn hay không. Thì bằng cái việc là chúng ta nhấn vào một cái icon, chúng ta di chuyển từ trên xuống dưới này. Đó, các bạn cứ di chuyển từ trên xuống dưới này theo từng một cái đường hẹp một, từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái, chúng ta sẽ biết được rằng cái màn hình của máy có ngon hay không. Nếu mà không ngon, nó chết ở một cái điểm nào đó thì chắc chắn cái icon mà bạn đang giữ trên tay này nó sẽ bị thả ra. Đó, thì các bạn cứ cố gắng giữ từ trên xuống dưới kéo này cũng rất là nhanh thôi. Đấy là cái phần kiểm tra màn hình của những chiếc iPhone 6 cũng như là 6S. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục kiểm tra đến cái camera của máy. Camera thì có trước có sau, các bạn kiểm tra đầy đủ, chụp một tấm hình camera trước rồi camera sau, bật các tính năng của nó lên, ví dụ là chúng ta có đèn flash, HDR các kiểu, chúng ta chụp thử xem nó có vấn đề hay không. Đấy là cái phần kiểm tra camera của máy. Sau khi kiểm tra camera xong thì các bạn kiểm tra cho mình các cái cảm biến. Cảm biến thì có lẽ hai cái cảm biến phổ dụng nhất, đó chính là cái cảm biến tiệm cận này cũng như là cảm biến xoay ngang này. Cảm biến tiệm cận này thì bạn thực hiện một cuộc gọi, sau đó chúng ta thử che cái này lại xem màn hình của máy có bị tối hay không. Nếu mà tối thì cảm biến này vẫn là ngon. Hoặc là cái cảm biến con quay hồi chuyển thì bạn thử chơi game hay là xem video như mình vừa rồi, và xoay ngang xem máy nó có xoay theo cái hướng ngang mà bạn xem hay không. Chú ý rằng cái máy này nó sẽ cho phép chúng ta bật tắt cái tính năng là xoay ngang màn hình này. Do vậy bạn hãy bật cái tính năng này lên và cho phép máy xoay ngang như này để chúng ta kiểm tra xem cái cảm biến đó có hoạt động tốt hay không. Sau phần các cảm biến này thì các bạn kiểm tra nốt cho mình những cái kết nối của máy, ví dụ như 3G, Wi-Fi, Bluetooth các kiểu. Các bạn cứ bật tất những cái kết nối này lên và chúng ta kiểm tra xem chiếc máy này có dùng được tất cả những cái kết nối đó, bao gồm Wi-Fi, Bluetooth này, 3G, thì bạn cứ bật lên vào mạng thử xem, hay là với Bluetooth chúng ta kết nối thử với một chiếc iPhone khác bắn ảnh với nhau, hay là chúng ta thử kết nối với một chiếc loa Bluetooth nếu mà bạn có ở đó chẳng hạn. Đấy là những cái phần kiểm tra trên những iPhone này. Với những chiếc iPhone thì có lẽ đấy là những cái bài kiểm tra rất là cơ bản và quan trọng mà bạn phải thực hiện từ đầu đến cuối cho mình đầy đủ thì mới biết được chính xác cái chiếc máy này có ngon hay không. Như vậy là mình đã hoàn thành xong video hướng dẫn giúp các bạn kiểm tra những cái chiếc iPhone 6 cũng như là 6S để bạn có thể đi mua những cái sản phẩm này, biết được rằng chiếc máy đó có phải là chiếc ngon để bạn mua về hay không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.